Hello, mến chào quý vị tất cả anh chị em đã bỏ thì giờ quý báu đã vào diễn đàn đã lắng nghe tôi nói chuyện. Hôm nay là ngày 10 tháng 4 2020. Hôm nay tôi xin nói về đề tài là cái tổng kết sơ lược về cái cuộc họp báo do Tòa Bạch Cung họp báo và công bố những cái tình trạng cái cơn dịch Vũ Hán ở nước Mỹ và kinh tế. Thì trước tiên mà mình xin trình bày vấn đề chính thì mình sẽ tóm lược những cái nước quan trọng bị cái đại dịch ở trên thế giới do cái từ Vũ Hán ở bên Tàu Cộng đem đi. Thì hôm nay là chiều là tối rồi đó chứ không phải chiều, là 8 giờ tối giờ California, là tổng cộng trên thế giới là 1.701.115 nạn nhân đã bị nhiễm dịch Vũ Hán, và tổng cộng thế giới những người đã chết là 102.711 người đã chết, và những người được chữa lành khỏi bệnh là 376.925. Tổng cộng là 25 nước và khu vực trên thế giới đã xảy ra trong cái nạn dịch Vũ Hán này, và hiện nay nước Mỹ là nước dẫn đầu theo tổng số những người bị nhiễm, là hiện nay là 505.556 người đã bị nhiễm, và những người đã chết là 18.803 người, và những người được chữa lành là 29.077 người tại nước Mỹ là tôi đang ở California. Và Tây Ban Nha là 158.273 người đã bị nhiễm, và 18.849 người đã chết, và 30.455 người đã chữa lành. Tới nước Pháp là 124.869 người đã bị nhiễm, và 13.197 người đã chết, và 24.932 người được chữa lành. Nước Đức là 122.295 người đã bị nhiễm, và 22.705 người đã chết, và 50.323 người đã chữa lành. Nước Tàu nó vẫn giữ nguyên là 81.970 người bị nhiễm và chết 3.339 người, và nó đã chữa lành là 77.525 là Tàu Cộng. Và nước Anh là 73.758 người đã bị nhiễm, và 8.958 người đã chết, và 1.918 người đã chữa lành. Iran là nước Ba Tư đó, là 68.192 người đã bị nhiễm, và 4.232 người đã chết, và 35.465 người đã chữa lành. Thổ Nhĩ Kỳ 47.029 người đã bị nhiễm, 1.006 người đã bị chết, và 2.423 người đã chữa lành. Nước Bỉ là 26.667 người đã nhiễm, và 3.019 người đã chết, và 5.568 người đã chữa lành. Và Thụy Sĩ là 24.551 người đã nhiễm, 1.002 người đã chết, 11.100 người đã chữa lành. Đó là những cái nước cao đó, thì tất cả là nó có cả 200 nước mà, thì mình tóm tắt bao nhiêu đó là tôi đến ngày hôm nay. Thì sau đây mình chỉ tóm tắt lại cái bản dịch của cuộc họp báo của tổng thống sơ lược thôi, chứ không phải là cặn kẽ hết, tùy theo cái khả năng hạn hẹp Anh ngữ của mình không phải là chuyên môn dịch về những cái vấn đề chính trị hoặc là báo chí. Tổng thống nói là cảm ơn và cầu nguyện cho người dân Mỹ anh hùng trong lễ phục sinh tuần thánh cho người Công giáo, chúng ta cầu nguyện. Sản xuất dầu đã giảm 20% với sự can thiệp và nói chuyện của tổng thống và thái tử ở bên Ả Rập Saudi và nước Nga và Mỹ Tây Cơ và các nước OPEC, thì bây giờ có cái sự tạm thỏa thuận
là giảm cái giá dầu sản xuất xuống là 20%, vì giá dầu hiện nay thặng dư quá nhiều, thành cái giá dầu rất là rẻ, cả 20 hai mấy đồng một thùng tô thôi, một barrel. Đó, thì nước Mỹ là tổng thống cũng nói là nước Mỹ bây giờ đang thặng dư dầu rất là nhiều. Đó, rất là nhiều nước dầu và đã kho dự trữ đã đầy hết, mình không còn chỗ chứa nữa, có thể là phải chứa những chiếc tàu vận tải dầu đó. Và tổng thống Mỹ cũng có nói là tổng thống Mỹ Tây Cơ đã giúp đỡ hỗ trợ hợp tác cùng nước Mỹ để đem 27.000 quân đội của Mỹ Tây Cơ giữ biên giới cho không cho những cái người xâm nhập vào nước Mỹ bất hợp pháp. Và tổng thống có lời tỏ lời khen ngợi và cảm ơn tổng thống Mỹ Tây Cơ và nước Mỹ ở miền Nam nước Mỹ. Và những chuyên gia của nước Mỹ sẽ làm việc để giảm bớt nhân mạng của con người Mỹ, những con người Mỹ hiện nay và làm rất là có kết quả. Những người chuyên gia, những người giỏi tài ba đó đã làm việc. Thống đốc tổng thống cũng có nói chuyện với thống đốc của tiểu bang New York và thị trưởng thành phố New York. Có cần cái gì nữa thêm không? Nhưng mà tình trạng hiện nay thì ở nước Úc cũng là nó cũng thăng bằng lại, nó lên mà lên rất chậm, có thể ổn định và cũng không có yêu cầu những cái gì để hỗ trợ thêm những máy móc dụng cụ gì thêm trong máy trợ thở rồi không có nhắc tới. Và tổng thống cũng nói nhờ cách ly, sự hợp tác cách ly của tất cả toàn dân Mỹ thì có thể là cái mức tử thương và cái mức nhiễm lây lan nó có thể là 90-95%. Đó là cách ly ra và giữ gìn vệ sinh giống như cái sự hướng dẫn của CEC là cơ quan coi về y tế của nước Mỹ. Và Detroit là New Orleans đó là cái chỗ điểm nóng, nhưng mà bây giờ nó đã có giảm dần trong lúc này, và cũng như là nó level nó không có lên nhanh giống như những ngày trước. Louisiana là tiểu bang cái thành phố Louisiana nó nằm, tôi nghĩ là nó nằm ở trong tiểu bang Missouri, cần thêm một giường bệnh và đã làm xong một ngàn giường bệnh cho Louisiana, nhưng mà đang làm thêm 1.000 giường bệnh, nhưng mà ở Michigan, Washington thì nó giảm dần, và tiểu bang Washington đó không có còn nhiều như vậy nữa, tức là nó giảm dần. Washington đang giảm dần, và New York, tức là tiểu bang New York, New York thì nó đang cân bằng lại, nó bắt đầu nó cái mức lây lan nó chậm lại theo cái tỷ số phần trăm đó. Thì cái tỷ số phần trăm thấy gì hồi trước đó là một ngày nó nhân lên gấp đôi, là 4 ngày, 3 ngày nó nhân gấp đôi, bây giờ nó là có thể là nó kéo tới 8 ngày nó mới nhân lên gấp đôi trong cái thành phố New York. Đó là cái dấu hiệu tốt, là tức là cái cơn dịch lây lan đó nó có phần giảm lại, nó không còn tăng nhanh giống như lúc trước nữa. Và tổng thống cũng cảm ơn những nhân viên cấp cứu về y tế, bác sĩ và những nhân viên y tá và những nhân viên làm về y tế cứu, và những người bán ở những cái khu chợ để phục vụ cho chúng ta, để có đồ ăn và cứu trợ cho chúng ta. Tổng thống cũng nói là chúng ta nên cảm ơn họ. Và tổng thống cũng nói là những cái dụng cụ y kho thì cũng không nên ngưng lại trong lúc này, tức là người Mỹ không nên ngưng lại sự cần thiết chuẩn bị, cứ như là không có thể làm chậm lại hoặc là ngưng lại những cái vấn đề mà đặt thêm những cái dụng cụ y kho và vấn đề mà chuẩn bị test này nọ, không có thể ngưng lại, thấy nhẹ mà ngưng lại thì mà cũng vẫn tiếp tục làm. Và tổng thống cũng có cái gói hỗ trợ cho những người nông dân. Xin lỗi nha. Những người nông dân của Mỹ, nông dân và những người mà nuôi gia súc, những người là trồng nuôi những cái trang trại gia súc thì là có được 16 tỷ để hỗ trợ cho những người nông dân và những người nuôi gia súc, những cái trang trại để cung cấp thực phẩm cho chúng ta hiện nay, và tổng thống quốc hội cũng đã có 16 tỷ cho họ.
Và tổng thống con nói những cái nông gia đó mà những cái nông gia mà nhỏ đó không có lớn đó, là rất thiệt hại rất là lớn. Họ xứng đáng để có cái sự hỗ trợ như vậy. Và FDA, cái cơ quan FDA Food and Drug Administration đó, có làm lại những cái luật lệ dễ hơn để cho cơ quan sản xuất dụng cụ y tế và thuốc dễ dãi hơn và nhanh hơn để sản xuất nhanh để đáp ứng những cái nhu cầu cấp thiết hiện nay. Thì FDA đã giảm dần những cái luật lệ mà khó khăn như lúc trước kéo dài ra. Và thuốc sốt rét bây giờ chúng ta có nhiều thêm nữa đó, có càng thêm nhiều nữa, và có 10 triệu cái mặt nạ N95 thêm là 10 triệu cái để tăng thêm cái mặt nạ đó để dùng cho những người mà dính dáng đến vấn đề y khoa đó, chữa bệnh đó, đứng trong tuyến đầu để mà đối đầu với lại cơn dịch hiện nay. Thì máy trợ thở cũng có thêm nhiều thêm nữa, và cũng đang đặt thêm, có thêm nhiều nữa. Và hiện nay cái test của nước người Mỹ là đã là hơn 2 triệu cái test cho đến ngày hôm nay, là những cái test nhiều nhất trên thế giới mà chúng ta cũng chưa bao giờ làm tới đó, và thế giới cũng không bao giờ test nhanh mà nhiều như vậy. Và những quốc gia khác, nhiều quốc gia khác cũng mong muốn để mua những cái test hữu hiệu và tốt và nhanh như chúng ta hiện nay đó. Vì không những Mỹ cần, đang dùng, và những người mà bị nạn nhân hoặc là những cái quốc gia khác cũng mong mỏi được mua những cái dụng cụ y khoa của Mỹ, như thí dụ như là cái test hiện nay rất là hữu hiệu Mỹ đã có. Và tổng thống cũng than phiền là tổng thống nước Mỹ là cung cấp rất là nhiều tiền cho cái tổ chức y tế thế giới, và năm nay là cái ngân khoản là 500 triệu đô la để gửi cho cái tổ chức y khoa thế giới, nhưng mà họ làm không làm được đúng theo cái chức năng của họ không tốt. Và tổng thống sẽ nói chuyện với tổ chức y tế thế giới trong tuần tới để coi tình trạng như thế nào. Hàng ngàn máy trợ thở, tức là đang làm thêm nữa hàng ngàn máy nữa. Và nước Mỹ hiện nay là cũng giúp, không những chữa cứu với trợ làm cho nước Mỹ, mà nước Mỹ cũng đang giúp rất nhiều nước trên thế giới hiện nay. Cái công ty Mass là mặt nạ ở Ohio đó, họ sản xuất lên, tăng cái tốc độ sản xuất lên 20 lần bình thường để cung ứng theo cái nhu cầu hiện nay đang cần. Đó là tổng thống cũng đã yêu cầu theo cái luật là chiến tranh, sản xuất chiến tranh, thì tổng thống cũng yêu cầu tuần trước, và bây giờ họ tiếp tục sản xuất thêm cái năng suất. Và tổng thống cũng nói là thị trường chứng khoán trong 4 ngày liên tiếp tăng rất là tốt, chứng dấu hiệu là tốt. Tăng trưởng trong 4 ngày cộng lại trong lịch sử của nước Mỹ chưa bao giờ, từ 50 năm trở lại đây chưa bao giờ trong vòng 4 ngày mà tăng cái số điểm cao như vậy. Đó là một cái dấu hiệu tốt, là nhờ những cái kích cầu kinh tế và những cái gói hỗ trợ cho người dân Mỹ, thành ra số tiền đó ra thì nó đưa là kinh tế và cái sự tin tưởng về chứng khoán của nước Mỹ nó lên. Và chúng ta sản xuất những cái dụng cụ y khoa cần thiết hiện nay, giống như nó rất nhanh, là nó nhanh như là cái thế chiến thứ hai mà chúng ta sản xuất những cái nhu cầu trong thế chiến thứ hai. Và tổng thống cũng nói là nước Ý, là Italy, nước Ý là một cái dấu hiệu tốt, là cái vấn đề nó tăng về cái bệnh dịch nó đã cân bằng lại, giống như nó không có tăng nhanh nữa, nó cân bằng lại. Đó là một dấu hiệu tốt cho nước Đức, và nói chung cho nhiều nước theo có cái dấu hiệu mà nó cân bằng lại để nó kiềm chế lại cái sự tăng trưởng cân dịch vụ án. Thường thường những cái hiện nay là bình quân là những cái thành phố lớn của nước Mỹ đó là cái mức độ mà nhân đôi, nếu mà tốc độ mà nó nhân đôi cái bệnh dịch ô nhiễm vô đó, cái cơn dịch vô hán mà nó xâm nhập cho con người đó, thì cái bình quân nếu mà tính theo cái mức độ hiện nay thì trong 8 ngày thì nó mới nhân đôi được lần đó, chứ hồi xưa là nó nhân đôi nhanh hơn. Ở Chicago cũng vậy,
ở thành phố Chicago là một thành phố lớn của nước Mỹ á, nó cũng nằm ở trong giữa nước Mỹ á, thì nó nằm trong cái bang Illinois, thì mấy ngày trước là nó tăng rất nhanh. Thì tổng thống hôm nay nói là Chicago cũng vậy, theo cái đà nó chậm lại và nó level lại, nó không có tăng trưởng nhanh như lúc trước nữa. Và tổng thống cũng yêu cầu tất cả người dân Mỹ nên theo cái hướng dẫn yêu cầu của Bộ Y tế Hoa Kỳ thay đổi thường xuyên, cứ theo đó mà làm thì nó sẽ giúp cho đất nước của chúng ta, của Hoa Kỳ sẽ ổn định lại, cái cơn dịch Vũ Hán này nó sẽ giảm dần. Và cũng đó là lời tổng thống yêu cầu chúng ta nên thực thi những cái lời hướng dẫn của Bộ Y tế Hoa Kỳ. Những người mà chuyên viên và lãnh đạo về khoa học thì họ làm việc rất là tốt hiện nay và đang nghiên cứu những cái thuốc mới và đang làm rất là tốt, do có dấu hiệu tốt hiện nay. Nhưng mà hiện nay thì cái sự giảm dần á, nó có dấu hiệu tốt, tuy nhiên nó không phải là chưa có tới cái đỉnh đâu. Trong tuần này thì ông bác sĩ Tony ông nói thì cái tuần này, hai tuần, thì trong này tuần này, cuối tuần này là một tuần và một tuần tới nữa, để coi thử coi nó có cái đà kiểm soát nó có tốt hay không. Nhưng mà trong hai tuần thì một tuần này thì nó cũng có khả quan đó. Rồi tổng thống cũng nói là cái đội ứng phó của phủ tổng thống á, và cái FDA á, bây giờ mình có nhiều thêm cái dụng cụ y khoa nữa, nhưng mà cái kho dự trữ nó cũng là đầy. Bây giờ nó cái nhu cầu mà những tiểu bang, những cái địa phương á, nó không có đòi hỏi nhiều như lúc trước nữa, có một số không có đòi hỏi và trả lại. Và tổng thống cũng nói trong lịch sử Hoa Kỳ thì không phải trong lịch sử mà hiện nay thì cái giá xăng của nước Mỹ thì có một số tiểu bang nó có 80-90 cent là dưới một đồng, đó là cũng là một dấu hiệu tốt cho cái người dân Mỹ xài. Nhưng mà thật sự ra người dân Mỹ chẳng thà, theo tôi thì người dân Mỹ chẳng thà mắc hơn chút đi, nhưng mà có công ăn việc làm, đời sống ổn định, lại công ăn việc làm ổn định thì nó vui hơn. Chứ bây giờ xăng người không ra đường thì dĩ nhiên là xăng tiêu thụ ít thì nó sản xuất dư thì nó hạ giá rồi, thì nó rẻ giá xăng. Tuy nhiên là cái giá xăng mà hạ đó thì tôi nghĩ là theo mình nghĩ thôi, cái này tổng thống không có nói, thì nó cần kinh tế nó không tốt, tại vì cái nhu cầu của xăng á nó thiếu, cái người tiêu dùng á thiếu người tiêu dùng, nó dư ra, thặng dư ra, tất nhiên là cái kỹ nghệ không phát triển được, đó là lời bình của tôi thôi. Thành cái giá tăng mà nếu mà nó lên thì cái nhu cầu về kỹ nghệ sản xuất nó tăng lên thì giá xăng nó tăng lên, cái nhu cầu nó tăng lên thì nó mới sản xuất được những cái sản phẩm và nó bán, thì kinh tế của thế giới nó mới ổn định, có công ăn việc làm. Nếu mà giá xăng mà xuống vừa phải thôi, xuống quá tất nhiên là cái kinh tế nó bị khựng lại, giống như hiện nay, tình trạng hiện nay ta đâu có làm, nó hạn xưởng rồi, nó dẹp hết xăng rồi, người ta đâu có đi làm, thành ta không có dùng được. Thì tổng thống nói vậy, mình chỉ nói thêm thôi. Đó là cái cuộc họp báo ngắn ngủi hôm nay. Mình cũng xin tóm tắt lại theo khả năng anh ngữ hạn hẹp của mình, mong quý vị thông cảm. Nếu những người nào có vấn đề mà chuyên môn về dịch ra, những cái về báo chí hay là những cái danh từ y khoa hiện nay á, hay thì mình cũng mong mỏi quý vị có sự đóng góp để dịch ra rõ hơn, khá hơn và giỏi hơn, hay hơn, để mà đồng bào, những người không biết tiếng Anh á, thì hay là không rành tiếng Anh thì họ có thể hiểu được. Hôm nay mình nói đến đây hết. Cảm ơn, xin cảm ơn tất cả quý vị anh chị em một lần nữa, và chúc quý vị anh chị em có một buổi tối an lành, hạnh phúc bên người thân và một giấc ngủ ngon. Cảm ơn, hẹn gặp lại trong cái video mới. Tạm biệt.